Rồi. Chúng ta đã học với nhau được một tháng ha. Trong một tháng vừa rồi thì chúng ta đã học xong về các thì các cái thì cơ bản trong tiếng Anh, và chúng ta cũng vừa học xong cấu trúc của câu bị động. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thống kê lại ha. Cái đầu tiên mà mình cần phải review lại đó chính là đặc trưng về hạn định từ. Hạn định từ ngày hôm nay chúng ta sẽ cần sử dụng đến nó, cho nên chúng ta sẽ ôn lại. Rồi, hạn định từ sẽ chia ra 3 trường hợp ha. Thứ nhất đó là sorry, không phải hạn định từ mà là trợ động từ nha. Trợ động từ. Trợ động từ. Gồm có trợ động từ thường. Rồi, mọi người gõ vào chat giúp mình nha, trợ động từ thường. 4 trường hợp. Mọi người không cần phải gõ gạch hay gì hết, mọi người cứ gõ từng chữ xong rồi cách 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 ra là được. Mình sẽ hiểu ha. Rồi, mọi người gõ vào chat nha. Mọi người gõ vào ô chat đặc trưng của trợ động từ thường ở hiện tại, quá khứ, tương lai và hoàn thành. Đấy. Hello chị Phạm Hà ha. Đâu rồi, mình gõ vào ô chat nha. Rồi ok, đúng rồi. Mình đã nhận được của chị Nguyễn Tú nè. Là bạn Giang này, rồi bạn, rồi rồi chị Vĩnh này, ok, good job. Trợ động từ thường ở hiện tại là do, do, quá khứ là did, tương lai là will, hoàn thành là have, has hoặc là had. Rồi bây giờ đến to be. To be cũng có 4 trường hợp là ở hiện tại, quá khứ và tương lai và hoàn thành. Rồi, mình gõ vào ô chat nha. Ok, bạn nhanh tốt lắm. Rồi chị Tú mới có hai hiện tại và quá khứ thôi, còn ở to be ở tương lai viết to be ở hoàn thành nữa. Ok, good job chị Vĩnh, tốt lắm. Is ở hiện tại là am is a, ở quá khứ là was, were. Rồi, hello bạn Phong và chị Thu Hiền nha. Ở tương lai là có will be. Và hoàn thành thì có have been. Cái phần to be này khi mình ở câu bị động thì nó rất là quan trọng ha. Rồi, mother verb thì dễ rồi ha. Có 4 trường hợp là can, could, may, might, should, must và have to ha. Rồi. Được. Là quá khứ ha. May là hiện tại, quá khứ là mai. Rồi có should. Rồi có must. Và have to. Rồi. Bây giờ mình sẽ review đến phần thứ hai, đó là các thì ha, các thì trong tiếng Anh ha. Rồi. Thì mình sẽ dùng timeline nha.
Rồi mình kể một cái timeline này. Rồi now đây này. Rồi chúng ta có past, future. À, bây giờ mình xét trường hợp ở future này trước. Nếu như một hành động mà có kế hoạch này, một hành động là không kế hoạch này và lịch trình, rồi liệt kê ba trường hợp này giúp mình nha. Các bạn gõ vào cái chat có kế hoạch thì chúng ta sử dụng thì gì, và cái thứ hai mình theo thứ tự đầu tiên là một là có kế hoạch nè, hai là không kế hoạch cho dễ, và ba là lịch trình. Rồi ba trường hợp này mình gõ vào. Rồi rất là tốt. Các bạn khác cũng tranh thủ mình gõ vào ô chat luôn nha. Để cùng nhau ôn bài nha. Rồi có kế hoạch thì chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn hoặc là tương lai gần. Tương lai gần công thức đó cũng gần giống hiện tại tiếp diễn ha. Rồi thứ hai nếu mà không có kế hoạch thì sử dụng tương lai đơn. Đó là will á. À will và tương lai đơn. Và lịch trình thì là hiện tại đơn. Ví dụ như là các cái chuyến bay, chuyến tàu này, rạp chiếu phim này thì mà có lịch trình và chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn ha. Đã. Diễn tả một sự thật hiển nhiên thì sử dụng thì nào? Gõ vào ô chat. Sự thật hiển nhiên nhá. Sự thật hiển nhiên thì sử dụng thì quá dễ luôn, thì hiện tại đơn chính xác. Rồi bây giờ một hành động ha. Một hành động này xảy ra trong quá khứ này, kéo dài đến hiện tại này và có thể tiếp tục đến tương lai này. Để sử dụng thì gì? Gõ vào ô chat. Chính xác. Hoàn thành ha. Hiện tại hoàn thành. Trường hợp này của hiện tại hoàn thành người ta hay sử dụng since và for này. À, since thì đi với một cái mốc thời gian và for là đi với một khoảng thời gian. À, là sử dụng đặc trưng của thì hiện tại hoàn thành. Rồi bây giờ là hành động xảy ra trong quá khứ ha. Mà có ba hành động. Hành động đầu tiên là xảy ra và kết thúc ở trong quá khứ nhưng không rõ thời điểm. À, còn một cái hành động là xảy ra trong quá khứ mà có time cụ có tham. Rồi. Và một cái thứ ba nữa là xảy ra trong quá khứ mà cụ thể, có tham cụ thể. Ví dụ như là giờ này của ngày hôm qua đó. À, thì chúng ta có ba hành động, một đây, hai đây và ba đây. Rồi gõ vào ô chat ba trường hợp. Một cái là không có time, một cái là có time và một cái là có time cụ thể. Rồi mình có ba hành động. Gõ vào ô chat nha. Rồi, tốt lắm. Hành động mà xảy ra ở trong quá khứ nhưng không có thời gian cụ thể nè. Ví dụ như là tôi đã đi Đà Lạt trước đây, nhớ không? Thì cái câu đó ấy, là sử dụng thì quá khứ hoàn thành hay hiện tại hoàn thành cả nhà. Tôi đã đi Đà Lạt trước đây, tức là đã đi rồi nhưng mà không có nhớ thời gian. Thì nhớ giúp mình là cái này là phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành nha. Học đến ngày hôm nay rồi vẫn còn nghĩ là quá khứ hoàn thành là không có được. Tí nó chỉ một trường hợp là sử dụng quá khứ hoàn thành thôi. Trong cái timeline này chỉ có một trường hợp sử dụng thì quá khứ hoàn thành thôi.
xíu nữa mình sẽ nhắc đến khi mà nó có các cái hành động nối tiếp song song và cắt quãng. Nhớ không? Nha. Phúc Anh nè. Đó, rồi bạn Thanh Tú nè. Rồi là bạn Danh này. Vẫn còn bị nhầm lẫn cái hiện tượng cái số 1 này là quá khứ hoàn thành là không có được nha. Hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng không nhớ được thời gian cụ thể. Nhớ không? Ví dụ như tôi đã đi Đà Lạt. Before. À. Nó không có thời gian cụ thể ở đây. Được chưa? Chỗ này là phải là hiện tại hoàn thành. Rồi nếu mà có thời gian thì nó là quá khứ đơn. Ví dụ như là 2 năm trước, 1 tháng trước, last month, last year, hoặc là 2 years ago là nó có thời gian à, thì nó là quá khứ đơn. Cái thời gian cụ thể thì là quá khứ tiếp diễn thì dễ rồi. Giờ này của ngày hôm qua thì tôi đang nấu ăn á, quá khứ tiếp diễn, được chưa? Nhìn lưu ý giúp mình là cái này là quá khứ là hiện tại hoàn thành nha. Bây giờ đến xét đến hai hoặc nhiều hành động nè, những hành động nối tiếp nhau. Đây là trường hợp số 1. Trường hợp số 2 là các cái hành động song song với nhau. Ví dụ ngày hôm qua trong lúc tôi đang nấu ăn thì em thì con tôi đang chơi game, đó là hành động, hai hành động song song. Và ba là một cái đang xảy ra thì một cái cắt ngang. Ví dụ ngày hôm qua tôi đang nấu ăn thì mẹ tôi gọi điện, đó. Và trường hợp thứ tư nè là ngắt quãng nè. Khi mà tôi đến này thì anh ta đã đi rồi, cái hành động đi rồi nó xảy ra trước này mà nó ngắt quãng. Được chưa? Bây giờ gõ 4 cái trường hợp này nha. Ở nhà gõ vô chat nào để kiểm tra coi có thuộc bài không. Ở nãy giờ mình record chưa ta? Chưa. À, record rồi. Ok. Cả nhà gõ vào chat 4 trường hợp nha. Mình ai cũng gõ hết, ai cũng nhập vào ô chat hết để mình biết là các bạn có thuộc bài không, có nắm được bài không nha. Rồi, bạn Danh đúng rồi, bạn chị Nguyễn Tú cũng đúng rồi. Những người khác đâu? Rồi, Phúc Anh, tốt lắm. Ok, bạn Thanh Tú với chị Vĩnh cũng đúng rồi. Còn những người khác đâu? Chưa thấy câu trả lời của Yến Nhi. Chị Thu Hiền với bạn Nam Phong, Phong Hà. Mọi người gõ vào chat nha. Ok, vậy trường hợp đầu tiên đó là các hành động này là quá khứ đơn. Đó, đây là cái chuyện này. Trường hợp thứ hai, các hành động song song với nhau thì là quá khứ tiếp diễn. Rồi. Còn cái này là quá khứ tiếp diễn. Và các hành động cắt ngang này là quá khứ đơn. Rồi. Đối với trường hợp ngắt quãng này thì các hành động xảy ra sau này là quá khứ đơn. Còn cái xảy ra trước này nè, cái hành động mà đã đi rồi này nè, là quá khứ hoàn thành.
Nhớ cái quá khứ hoàn thành này này. Chỉ có một trường hợp ở trong cái bài cái timeline này là mình sử dụng cái này là quá khứ hoàn thành thôi nha. Hoặc là mình nhớ là cái quá khứ hoàn thành là xảy ra và kết thúc trước một cái hành động trong quá khứ hoặc một thời điểm trong quá khứ. Được chưa? Thì đối xứng với thằng quá khứ hoàn thành này chính là thằng tương lai hoàn thành này này. Đó. Là xảy ra và kết thúc trước một cái thời điểm ở trong tương lai. Kia là trước một cái thời điểm trong quá khứ, còn bây giờ là trước một cái thời điểm ở trong tương lai. Đó. By the time. Ok chị Phạm Hà, đúng rồi. Rồi. Bây giờ mình qua đến cái câu bị động ha. Ôn bài là cái câu bị động cái nào. Câu bị động thì mọi người làm khá là tốt. Đặc trưng của câu bị động là phải có to be cộng verb 3 hoặc là ed. Đó, đây là đặc trưng ha. Và to be nè. Cộng với lại verb 3 ed này. Thì to be này cũng sẽ chia thành 4 trường hợp này. Đặc trưng của 4 thì. Nếu mà ở hiện tại thì sẽ là am, is, cộng với lại verb 3 hoặc ed nha. Còn nếu mà ở quá khứ thì sẽ là was, were, cộng verb 3 và hoặc là ed. Còn ở tương lai sẽ là will be, cộng với verb 3, ed. Và hoàn thành thì sẽ là have, và sau đó là been. Được chưa? Đó là công thức của thì của bị động ha. Rồi, đặc trưng của bị động đó là phải có to be này mình sẽ dịch là bị hoặc là được ha. Rồi, tùy theo là nó là nghĩa tích cực hay là tiêu cực mà chúng ta dịch là bị hoặc là được. Đó là nó dịch của cái từ to be này ha. Rồi, chúng ta có by cộng với lại subject là bởi ai đó. Nhưng mà nếu mà cái subject này mà nó là các cái danh từ chỉ đồ vật ấy, gọi là chỉ vật ấy, thing á, thì chúng ta sẽ dùng từ with, chúng ta không dùng từ by nữa ha. By này là cái chủ ngữ, nó phải chỉ người, còn with là vật. Rồi, tất cả những cái kiến thức mà chúng ta học trong vòng một tháng 8 vừa rồi là chúng ta tóm gọn lại từ nãy đến giờ ấy. Cho nên khi mình nắm được như vậy là nắm vững được như nãy giờ các bạn đang 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 trả bài ấy, đang trả bài vào WeChat là rất là tốt ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái mảng không kém phần quan trọng so với thì. Tức là trong tiếng Anh thì nó có hai cái mảng chính, một mảng đó là thì và mảng thứ hai đó là các từ loại trong câu. Và mình sẽ học cái cấu trúc câu. Bài ngày hôm nay sẽ là học bài cấu tạo câu, cấu trúc câu. Rồi, một câu thì như chúng ta biết là có ba thành phần, có cái thành phần khi mình học thì mình hay thấy có cái công thức này đúng không? Mình hay ghi công thức này ra, sau đó là mình sẽ chia V là theo thì, và S và O. S chính là chủ ngữ, V chính là động từ, và object là tân ngữ nếu có. Cái này object này là nó tùy, nhưng mà hai thành phần quan trọng nhất và không thể thiếu trong câu đó chính là chủ ngữ và động từ. Ví dụ ha. Anh ta đang chạy. Anh ta đang chạy thì sẽ là gì đây? He, sorry. He is running. Đúng không? Anh ta đang chạy đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ gạch chéo đây, chúng ta sẽ có là
chủ ngữ và is running là verb chính. Ok, là sẽ có, tại vì trong câu lát nữa mình phân tích mình sẽ thấy có nhiều động từ nữa nhưng mà nó không phải là verb chính à. Trường hợp này là không có object. Còn nếu mà có object thì mình sẽ lấy một ví dụ ha. He write a bike. Anh ta lái một cái xe đạp ha. Rồi chúng ta sẽ có chủ ngữ này, verb này và object ở đây. A bike chính là một cái object. Được chưa? Cái này thì khá là đơn giản rồi, tại vì mình đã được học thông qua các cái bài về thì từ hôm đầu buổi đến giờ à, và mình tạm chấp nhận cái công thức này mặc dù hôm đó mình chưa có học, nhưng mình tạm chấp nhận là nó có những cái thành phần này. Và hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào để chúng ta hiểu sâu hơn về các cái thành phần cấu tạo của câu này ha. Rồi. Như vậy công thức tổng quan của một câu đó là gồm có chủ ngữ cộng verb cộng với object, object nếu có ha. Ví dụ như câu I love you thì có chủ ngữ là I, động từ love và you chính là cái tân ngữ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tổng quát về các loại từ ở trong tiếng Anh ha. Sorry. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ như thế này. Một cô gái rất là đẹp đang đi bộ vào trong phòng của cô ấy, đang bước đi vào trong phòng của cô ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ phân tích nha. Chúng ta có động từ chính nè, is working. Đây là câu này là thì hiện tại tiếp diễn này. À, to be của verb in ha. Vì mình sẽ tập là gạch chéo trước cái verb chính ha. Rồi, đây chính là verb chính. Rồi, phía trước mình có một cái cụm danh từ ở đây nữa. Mình cứ tập làm quen với những khái niệm này nha. Bữa sau mình học đến phần danh từ thì mình sẽ lại được học sâu hơn. Còn hôm nay mình chưa học, mình cũng mặc gọi là cái gì nhỉ? Tạm chấp nhận nó ha. Là nó có cái khái niệm là cụm danh từ. A very beautiful girl là một cái cụm danh từ và làm chủ ngữ chính. Rồi, ở đây into mình tập bằng cách là khi mình phân tích câu á, thì gặp cái này gọi là giới từ và liên từ. À, trong trường hợp đây nó là giới từ thì chúng ta khoanh tròn được chưa? Rồi, sau đó là her room, chúng ta làm một cái ngoặc vuông như thế này. Nó lại là một cái cụm nào nữa nhá. Trong cái cụm nào này thì mình sẽ thấy này, gồm có đây là một nào này, girl cô gái là một nào. Đó. Xong rồi sau đó thì mình có beautiful là tính từ. Rồi. Very là trạng ngữ. Rồi tính từ beautiful này bổ nghĩa cho danh từ này. Rồi trạng ngữ cô gái này, cô gái như nào? Cô gái đẹp. Vị đẹp là bổ nghĩa cho cái cô gái này. Để làm rõ hơn, rõ nghĩa hơn cho người ta biết một cô gái đẹp hay là một cô gái xấu. Rồi. Very, very là cô ấy đẹp như nào? Cô ấy rất là đẹp. Vậy thì cái từ rất này này, từ very này này nó bổ nghĩa cho tính từ đẹp này, được chưa? Và hạn định từ ở đây tí nữa mình có một cái khái niệm rất là lạ là hạn định từ, mình sẽ học về cái này ha. Hạn định từ dùng để giới hạn cụm danh từ, nó sẽ bắt đầu mỗi cụm danh từ thường bắt đầu bằng hạn định từ ha. Rồi, rồi bây giờ verb chính. Trong cái cụm verb chính này thì mình sẽ có cái trợ động từ tiếng Anh là of. Rồi trợ động từ to be. Đó, đây là cái trợ động từ nha. Rồi verb chính là working. Rồi into là pre, pre nè, giới từ nè. Rồi tương tự tiếp tục mình có hạn định từ ở đây, đó chính là her, her là hạn định từ, hoặc là mình có thể nói đây là tính từ sở hữu cũng được. Rồi sau đó thì mình có một cái noun nữa ở đây. Rồi, bây giờ đến câu tiếp theo. She loves her dog because it is nice. Động từ là love đúng không? Rồi, vậy thì mình lại gạch chéo một cái này. Rồi, mình có động từ ở đây. Được chưa?
Ở chỗ này mình viết nhầm này. Ở chỗ này không phải os mà là hạ định từ này. Viết nhầm đây ha. Mình đánh máy nhầm chỗ này ha. Rồi, her dogs giống như her room này này. Là một cụm danh từ. Bắt đầu bằng một cái hạ định từ hoặc là mình có thể hiểu đây là một cái tính từ sở hữu. Rồi có cái nào đây? Hồi nãy her là cái cô gái này nè. Cô gái rất là xinh đẹp này nè. Bây giờ người ta không muốn lặp lại cái cô gái xinh đẹp này nữa thì người ta viết một cái đại từ thay thế đó là she. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái bài học về đại từ. À. Nên là chúng ta bình tĩnh nha. Ngày hôm nay là một cái buổi gọi là cưỡi ngựa xem hoa. À, một cái buổi buổi này là cái buổi mà sorry. Đâu rồi, mình đang phân tích đến đâu nhỉ? Đây, sorry nha. Rồi. Buổi ngày hôm nay là một cái buổi tổng quan. Cho nên chúng ta cứ nắm những cái ý chính, những cái thành phần. Và tí nữa chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ nhỏ chúng ta cùng phân tích. Ha. Rồi bữa sau chúng ta sẽ học kỹ từng thành phần. Đại từ là gì? Danh từ là gì? Tính từ là gì? Trạng từ là gì? Rồi là giới từ là gì? Liên từ là gì? Thì chúng ta sẽ có từng bài để chúng ta học. Cho nên là mọi người cứ bình tĩnh nha. Rồi, tiếp theo mình có cái từ because, liên từ. Liên từ là từ dùng để nối hai câu. Mình khoanh tròn này ha. Nối hai cái vế của một câu. Thì mình dùng cái từ liên từ. Hoặc là nối ý của cái câu này với câu kia. Thì là chúng ta sẽ có những cái từ liên từ. Ví dụ như là bởi vì này, mặc dù này, tuy nhiên này, nhưng và ví dụ mình nói là tôi thích ăn cơm và cô ấy cũng thích ăn cơm thì cái từ và đó là cái từ để nối hai cái ý đó lại ha. Rồi rồi tiếp theo mình này có một cái động từ ở đây nữa là to be này. To be lúc này là verb chính, it lại là đại từ để thay thế cho cái từ her dogs. Rồi nice, nice là tính từ. Sau to be thì có thể cộng tính từ nha. Rồi, chúng ta sẽ học đến bài tính từ, chúng ta sẽ hiểu cái này. Như vậy, tổng quát các thành phần của một câu. Đầu tiên là mình sẽ thấy là có noun này. Sau rồi có verb này. À, có tính từ này. Trạng từ này. Rồi có auth này là hạn định từ. À, sorry, cái gì nhỉ? Trợ động từ chứ. Auth này chính là trợ động từ nha. Trợ động từ nãy mình vừa mới liệt kê một cái bảng trợ động từ ấy, nhớ không? Có trợ động từ thường, trợ động từ to be và more the verb. À. Rồi, đây là giới từ này. Free là giới từ này, liên từ này. Đấy. Mình hiểu giới từ là liên kết các cái thành phần trong câu, các cái cụm, các cái hoặc là từ cái ý này sang ý kia. Đó là giới từ, liên từ. Đại từ. Đại từ là từ để thay thế cho danh từ. Rồi, có cái hạn định từ này là mới nè. Hạn định từ này hôm nay chúng ta sẽ học này. Ta sẽ học cái hạn định từ nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần hạn định từ là gì nha. Dạ, một tí xem hôm nay mình có học hạn định từ không hay hạn định từ đến tuần ngày mai mình mới học được. Đúng rồi, hôm nay mình phải học hạn định từ ha. Hạn định từ này cũng quan trọng. Giống như là cái bài đầu tiên mà chúng ta học về các cái trợ động từ của thì ấy. Trong thì mình phải học thuộc các cái trợ động từ, gồm trợ động từ thường, trợ động từ to be và more the verb. Nhớ cái sơ đồ đó không? Thì bây giờ cái hạn định từ chúng ta cũng phải học thuộc. Hạn định từ là để giới hạn một cụm danh từ ha. Hạn định từ dùng để giới hạn một cụm danh từ. À, chúng ta có những cái trường hợp như sau. Thứ nhất, đó chính là số từ, mạo từ. Mạo từ trước tí số từ sau.
Rồi cả nhà mình nốt lại ha. Mạo từ ví dụ như là này, ần này, đờ này. Rồi, đây gọi là mạo từ nha. Cái này thì hầu như là chúng ta đều được học này. Là đối với những danh từ mà đếm được, ví dụ như là quả táo, nếu mà có một quả táo thì mình phải nói là an apple. Đó là ở ần này như vậy. Rồi ví dụ như ở pen đó. Những cái từ nào đi với ần, từ nào đi với ở thì mình biết là đi với ần là những từ mà nó có cái chữ uể oải ấy, các cái vowels, nó gọi là gì, nguyên âm. Nguyên âm đứng đầu, ví dụ như chữ A, apple. Chữ O ví dụ như là orange đó, thì chúng ta phải đi với ần, được chưa? Rồi từ đờ này thì sao, là mạo từ xác định. Ví dụ như cái quả táo á, mà mình nhắc đến quả táo lần một thì mình sẽ dùng là an apple, nhưng mà khi mình nhắc quả táo đến câu câu sau mình lại nhắc từ quả táo đó thì mình sẽ dùng là the apple, mình không dùng an apple nữa. Thì từ the đó chính là để xác định, đối với những cái danh từ đã được xác định thì chúng ta sẽ dùng từ the ha. Rồi hạn định từ đầu tiên là mạo từ, tiếp theo là tính từ sở hữu ha. Tính từ sở hữu, ví dụ như của tôi là gì, my book. Của bạn là gì, your. Của anh ta, his house đó. Của cô ấy là her house. Ví dụ như vậy ha. Thì đằng sau nó là một cái danh từ, và đằng trước là một cái sở hữu. Tính từ sở hữu là để cho người ta biết là cái đó là của ai thì gọi là tính từ sở hữu ha. Rồi ví dụ như là của chúng ta là our, của họ là their, rồi nó nữa ha. Nó thì chúng ta có it. Rồi vân vân. Ngoài ra thì còn có those rồi các thứ nữa ha. Cái đó là mình sẽ nói sau. Trong cái bài đại từ sẽ được học kỹ về cái này. Đó. Thì khi mà mình nhìn thấy những cái cụm danh từ á, nó sẽ bắt đầu bằng những cái tính từ sở hữu này để mình biết đó là bắt đầu của cụm danh từ. Đây gọi là dấu hiệu ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta có số từ. Chỗ này là số từ. Ví dụ như many. Many books, rất là nhiều cuốn sách. Đó là số từ. Rồi đến much. Much là đi với danh từ không đếm được ha. Much water, rất là nhiều nước. Rồi là little. Rồi là few. Rồi là several. Several là một vài ha. Rồi gì nữa không? Vân vân. Mình gặp đến đâu rồi mình học đến đó tiếp. Rồi nhắc lại hạn định từ không có mạo từ này, tính từ sở hữu này, rồi có số từ. Đợi mình tí xíu nha. Mình hôm nay mình học cái này xong bữa sau mình học qua bài danh từ mình lại được nhắc lại cái này nữa. Lúc đó mình sẽ hiểu kỹ hơn ha. Tạm thời mọi người cứ ghi lại đi. Có một số bạn chưa, sẽ có thể là thấy nó hơi lạ chút xíu thì mình cũng cứ ghi lại ha. Sau đó thì từ từ mình sẽ học thêm mấy bài sau.
Rồi bây giờ mình sẽ đi qua một cái phần trong bài ngày hôm nay, đó là các trường hợp làm chủ ngữ chính. Thứ nhất là cụm danh từ, giống như hồi nãy là beautiful girl đó, hoặc đây là my girl này. À, thì nó là một cái cụm nào làm chủ ngữ chính. Trường hợp thứ hai là đại từ, ví dụ như là we, you, they, vân vân, đó chính là đại từ ha. Rồi trường hợp thứ ba là verb in, reading books. Cái verb in này thì nó sẽ hơi lạ một chút xíu, đối với những cái bạn nhỏ từ lớp 6 đến lớp 8 thì sẽ thấy hơi lạ. Rồi nhưng mà chúng ta cứ tập làm quen với cái này, vì đối với verb in và to verb làm chủ ngữ chính, thì khi mà chúng ta đọc những cái tài liệu, sau này chúng ta lớn hơn một chút xíu, chúng ta bắt đầu đọc những cái tài liệu liên quan, ví dụ như là IELTS hay là để mà có thể viết 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 essay, viết văn, viết đồ á, viết những cái đoạn văn trong bắt đầu lớp, mình theo như mình được biết là lớp 7, lớp 8 là bắt đầu các bạn phải có viết văn ở trong cái tiếng Anh, trong cái môn tiếng Anh của mình có phần viết văn rồi ha. Thì việc mà chúng ta biết những cái verb in, to verb làm chủ chính, chúng ta sẽ có cái câu nó mới lạ hơn, nó làm cho cái bài văn của mình nó có màu sắc hơn là việc mà mình chỉ dùng những cái cơ bản như là cụm danh từ hoặc là đại từ làm chủ ngữ chính. Ngoài ra thì còn có mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ ví dụ như cái nguyên một cái câu này, what makes her happy, là nguyên một cái câu đó là mệnh đề quan hệ. Nghe cái mệnh đề quan hệ này các bạn sẽ thấy cái khái niệm này cũng khá là lạ, chỉ có những ai mà từ lớp 8 trở đi rồi á. Đối với các bạn học sinh thì từ lớp 8 trở đi thì chúng ta có học mệnh đề quan hệ, còn đối với lớp 6, lớp 7 thì chưa có học, nhưng mà các bạn có thể làm quen, các bạn có thể ghi chú lại và chúng ta cứ học từ từ thì chúng ta sẽ tiếp xúc với những cái khái niệm này ở trên trường, thì chúng ta sẽ không phải bỡ ngỡ. Cái này chúng ta sẽ có 1 đến 2 buổi học về các mệnh đề quan hệ, các kiểu mệnh đề quan hệ ở phần sau. Rồi đây cái đoạn mà các trường hợp làm chủ ngữ chính này chúng ta chỉ tham khảo để biết ha, và tí chúng ta sẽ phân tích bài. Rồi các trường hợp cụm verb chính cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần phải biết cái cấu trúc của một cụm verb chính, thì gồm có verb chính này, có thể có trạng ngữ này, có thể là có aux, chính là trợ động từ. Xác định động từ chính thì chúng ta dựa vào trợ động từ hoặc là dựa vào các cái trạng từ chỉ tần suất, ví dụ như always, usually, often, never, vân vân. Rồi các cái cách thức ví dụ như là quickly, hardly, hard, rồi là carefully, rồi là vân vân. Thì cái này thì đến cái buổi mà chúng ta học về trạng từ thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Hôm nay chúng ta cũng lướt qua thôi nha. Nên cứ bình tĩnh nha. Vì sao chúng ta phải tìm hiểu về cụm verb chính? Vì cái cụm verb chính chúng ta sẽ chia thì. Còn những cái verb trong câu có nhiều verb, có những cái verb không có chia thì. Không chia thì là ví dụ như to verb hoặc là verb in thì nó không chia thì. Còn đối với lại cụm verb chính thì nó phải chia thì, nó phải tuân theo cái thì quá khứ đơn, hiện tại đơn hay là hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn, vân vân. Thì đó chính là chia thì. Right. Bài ngày hôm nay cơ bản thì chỉ học nhiêu đây thôi. Học rất là nhanh ha. Bây giờ chúng ta sẽ vô, chúng ta coi thử một cái đoạn văn, xong mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn phân tích câu theo đúng các cái ký hiệu và các công thức ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chia nhóm.
Rồi, ví dụ như cái bài này ha. Rồi, cả nhà có nhìn thấy cái đoạn văn này không? Đây là một cái đoạn văn mình lấy trong một cái quyển sách của lớp 8. Các bạn lớp 8 bắt đầu sẽ phải viết những cái đoạn văn như thế này ha. Rồi, đây là một cái đoạn văn mẫu. Chúng ta sẽ phân tích. Rồi. Cái câu đầu tiên là bắt đầu từ when going to school, there are many subjects. However, I still like literature the most. Rồi, đến chữ chấm đến đây là hết một câu nha. Câu này nó có một mệnh đề đầu tiên này là when going to school là mệnh đề chỉ thời gian và nó có rút gọn. Bởi vì ở đây mình thấy này, going là verb in đúng không? Mà không thích to be đâu hết á. Nếu như là thì tiếp diễn thì nó phải có to be của verb in đúng không cả nhà? Mà đây không có verb in, không có to be, chỉ có verb in thôi. Nên câu này nó đã rút gọn rồi. Và câu này không có chủ chính, không có động từ chính luôn, không có verb chính luôn. Cho nên cái vế đầu tiên này mình không có phân tích. Được chưa? Đến câu thứ hai này. Đó. There are many subjects. Rồi, thấy từ are không? Thấy to be không? To be ở hiện tại không? Gọi là hiện tại đơn này. Vậy mình sẽ gạch chéo đây cái. Đây là verb. Chưa, mình ký hiệu chữ verb đây. Từ từ nha. Mình cho cái này nó rộng ra tí xíu. Khoảng cách thì nó rộng tí xíu nha. Để mình có chỗ để mình. Chỗ mình viết. Rồi. There are many subjects. Rồi, many, mình thấy many liền là số từ. Hồi nãy mình thấy số từ không? Thấy không? Vậy thì ở đây bắt đầu cụm danh từ này. Bắt đầu bằng một số từ. Sau đó là đến subjects. Là một cái nào? Được chưa? Đấy, và cái này nó đóng vai trò là một cái tân ngữ. Được chưa? Cái từ there này nó sẽ rất là khó để mình nói, nó là một cái chủ ngữ nhưng mà mình dịch là có rất nhiều môn học, được chưa? Rồi, thấy từ however không? However, tuy nhiên nó là một liên từ. Cho nên mình khoanh tròn cái liên từ, được chưa? I still like literature the most. Rồi, thấy cái từ like. Rồi, câu này nó vẫn ở hiện tại đơn này. Thế mình gạch ở đây. Still là vẫn là một cái trạng từ ADV đấy. Rồi đây mình có verb này. Có chủ ngữ này. Đó. Rồi đây là một cái object này. The most là đảo ngữ, đáng nghĩa nó là so sánh nhất đấy. The most. Rồi, first, cái này là một trạng ngữ này. Câu tiếp theo mình sẽ có thấy là literature plays an important role in both education and daily life. Rồi, mình thấy có từ play là động từ này. Thêm S vô này. Vậy mình có verb chính ở đây. Vậy thì ở đây trước nó là chủ ngữ chính là literature là. Được chưa? An important role, mình thấy an chưa? Under là một cái hạn định từ đó. Bắt đầu một cái cụm danh từ này. Một cái vai trò quan trọng important đây chính là tính từ nhé. Và đây nó đóng vai trò là tân ngữ này. Sau verb chính là tân ngữ. Rồi thấy từ in nào? In giới từ. And cụm giới từ liên từ. Ở đây trong trường hợp này là giới từ vì nối hai hai cái danh từ. Education, both education and daily life. Cuộc sống hàng ngày. Education. Mình cũng cứ đặt cái như này. Daily life.
Literature. À, mình sẽ phân tích bằng cách là mình cứ có cái mặt vào những cái cụm sinh từ như vậy ha. Rồi, tiếp theo, câu tiếp theo. Rồi, mình mời một người phân tích thử nha, xem cái cách này thì nó hơi lạ với mọi người, có thể là mà lúc mình mới làm thì mình sẽ chưa có quen ha. Đặc biệt là các bạn mà 2010, 2011 thì các bạn sẽ thấy nó hơi lạ tí xíu. Mình cứ từ từ mình làm quen dần nha. Rồi, bây giờ mình mời bạn Danh nha. Danh thử phân tích câu tiếp theo ha. Hello bạn Danh. Dạ em đây ạ. Ok. Mình coi coi động từ của câu này là cái gì. Cô động từ của con này là limit. Đây mà. Động từ là inner limit. À, là limit, ok. To a subject to be learned as good. Rồi. Chủ ngữ đây đúng không? Dạ, chủ ngữ là tiếng literature. Ừ. Verb đây đúng không? Dạ. Cái này thiếu ED nha. Câu này là các bạn này thiếu ED. Bị động. Dạ. Không bị giới hạn ha. Rồi, to này. Là Gì này? giới từ. Đúng rồi. À, nên bắt đầu từ cho đến gì? Đến Cho đến sắp nhận. là một cuộc nào nữa ha. Rồi. Dạ. Thấy lại cũng to Là đúng giới từ. Dạ. không? Rồi, be learn này. Yeah. Là động Động từ nhưng mà nó không phải động từ chính nha. Động từ chính là nó phải dạ. chữ thì này, is này nó là chữ thì này, còn to be learn này tại vì sau to là be là ở nguyên mẫu nè đó, cho nên be learn là cũng là một cái bị động ha. Rồi at là Dạ. gì, Giới từ. đúng rồi, school là một cái danh từ này, rồi Từ. literature cũng là một cái danh từ này. Rồi ok, bạn Giang nắm cũng rất là tốt. Rồi câu tiếp theo ha, mời chị Vĩnh. À, mình cứ thử trải nghiệm nha. Furthermore. Rồi, furthermore là gì nhỉ? À, Biết từ. furthermore là một cái liên từ nha. Sorry, Biết từ. máy hơi xấu tí xíu. Rồi, trong câu này, động từ chính là gì? Chị nói lớn lên tí xíu nha. Aspect. Động từ chính là aspect Rồi. Hả? Aspect á? No, 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 no. Tí này em sẽ phân tích vì sao cái aspect này nó không thể là động từ chính này ha. Mình thấy từ teach không? yes. This subject Teach. Thấy không? Và chia thì nè. Chia là teaches nè. Mình verb chính ở đây nè. Thấy chưa? Mình gạch một cái đây nha. Rồi, vậy đằng trước đây là chủ ngữ chính ha. This subject là một cái cụm danh từ này. Teach human đúng không? Human là object nha. Thấy không? Cái đây này S chính nè. Chủ ngữ chính nè. Verb chính nè. Object nè. About là giới từ nha. Về cái gì đó. Rồi, several là thấy số từ không? Một vài á. Số Rồi bắt đầu một cụm danh từ này. Several aspects of life. Rồi mình có cái từ of này nè. Là nó sẽ nối của hai cái danh từ với nhau tạo thành một cụm danh từ lớn luôn. Cho nên là mình có thể khoanh dài đến chữ life này ha. Một vài cái aspect là cái khía cạnh. Một vài khía cạnh của cuộc sống ha. Thứ tư chúng ta sẽ học bài về danh từ. Và khi đó chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về cái cụm danh từ, cấu tạo của cụm danh từ như thế nào.
Có cái thành phần ra làm sao, rồi cách dịch trong cụm danh từ. Cụm danh từ chúng ta sẽ dịch ngược ha. Ví dụ như ở đây thì mình không thấy cụm danh từ nào nó phức tạp, đúng không? Ở đây không có thấy cụm danh từ nào phức tạp. Bài viết này cụm danh từ rất là đơn giản. Nhưng mà ví dụ trong cái bài hồi nãy chúng ta có cái câu là a very beautiful girl, thì là một cô gái rất là xinh đẹp. Người ta sẽ dịch từ cô gái trước ha, từ cái noun trước. Một cô gái rất là xinh đẹp, người ta dịch ngược lại. Rồi, bây giờ đến câu tiếp theo nha. Chị Vịnh tiếp tục làm câu này giúp em với nào. From là giới từ thôi ạ. Đúng rồi, From. from là giới từ, khoanh nó lại cái nữa nào. Rồi. Cụm the very first step. Thấy từ Cụm danh the từ. không? Là Rồi, nó bắt đầu một cụm danh từ nè. The very first step là đây, một cái cụm danh từ rất là nhiều thành phần. Hàm định từ, trạng từ, tính từ, danh từ. À, mình dịch ngược lại. Từ cái bước rất là đầu tiên. À. Rồi, tiếp theo, động từ của câu này là gì? Learn Learn, đúng rồi. Gạch chéo, verb chính ở đây. Vậy, student. Student, chỗ learn này nó phải có S nha. Student phải có S. Số nhiều. Rồi. thôi, nếu mà student thì learn thì làm gì phải chia S ạ? Đúng rồi. Students. Student learn to write. Học cách to nè. À, to là giới từ nè. Từ Write, read as well động as. As well as này cũng là một cái một nó gọi là gì ta, một cái liên từ, một cái giới từ, một cái giới từ cũng như là ha, as well as là cũng như là. Học cách là viết, đọc và cũng như là mô tả. Đây là những cái động từ phụ trong cái câu. Động từ này nó không chưa thì, nó là to verb này. Thấy không? To write, to read, describe things and people. Đây là một cái cụm danh từ này. Ở đây, and people là một cái nào nữa. Hai cái nào đây, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm, chúng ta sẽ chia nhóm, chúng ta sẽ làm tiếp, phân tích tiếp cái bài này ha. Mình sẽ chụp cái hình mình gửi qua trong nhóm cho mọi người ha. Chúng ta sẽ phân tích cái này. Chúng ta sẽ nói bằng miệng cũng được. Phân tích được bao nhiêu thì phân tích, miễn sao mà yêu cầu là phải tìm được hai cái thành phần chính, hai hoặc là ba trong câu, sẽ có ít nhất là hai đến ba thành phần chính, đó chính là phải có được cái S chính là cái chủ ngữ này, verb chính này, và sau đó là có object nếu có. Chỉ cần phân tích được ba thành phần này thôi, còn những cái thành phần khác có thể có hoặc không, mình nắm được như thế nào thì mình nói bấy nhiêu, không nắm được thì thôi không sao, miễn sao mình tìm được cái verb chính. Xong mình gạch chân này, gạch chéo ấy như này, xong đến cái chủ ngữ chính, phía trước là chủ ngữ chính và phía sau chính là cái verb chính, được chưa? Tạm thời cứ vào room ha. Mình cứ chia ra, mình làm quen với. Hôm nay là cái bài gọi là bài làm quen ha. Làm quen với các thành phần của câu. Rồi, mời mọi người vào room nha. Chúng ta sẽ có 15 phút nha. 15 phút. Rồi, xin mời mọi người vào room. Xong rồi chúng ta sẽ
Rồi Diệu Anh ơi, Diệu Anh vào Zoom đi Diệu Anh ơi. Vào phòng của mình đi. Tú ơi. Tú vào Alo phòng đi chị nha. đây. Rồi rồi. Dũng ơi, Dũng 2K9 vào phòng số 3 nha, mình vừa mới chuyển phòng. Hai giờ gì vậy cô? Vô phòng số 3, vô được chưa? Vô lại phòng số 3 nha. Vâng ạ.